đề tử quy chủ đề hạnh phúc nhân sinh giảng rõ về đệ tử quy giám định lão pháp sư tình không chủ giảng thái lễ húc giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 năm 2005 giảng rõ về đệ tử quy tập 18 Chào các, các đại bạn đại buổi sáng Hôm qua chúng ta đã đi vào phần thứ hai Tác xuất đệ Đề cập đến huynh đạo thử Đệ đạo cung Huynh đệ mục Hiếu tài trung Tục ngữ nói Gia hòa vạn sự hưng Huynh đệ đồng lòng Đất cũng biến thành vàng. Đích thực, gia đình có cuộc sống hài hòa. Gia phong nhất định hưng thịnh. Sự nghiệp cũng sẽ hưng thịnh. Rất nhiều em nhỏ nghe những câu chuyện về cổ thánh tiên hiền, chúng cũng muốn được như họ. Nên nghe xong khổng dung nhường lê, chúng trở về cũng muốn học theo có một cô chị rất khẳng khái đem trái lê này cho em trai ăn vừa đúng chỉ có một trái lê nhưng đứa em trai này ăn miếng nào miếng nấy thật lớn khi ăn đến hơn nửa trái lê người chị sắp không nhịn được nên đã dành trái lê lại người mẹ nhìn thấy hiện tượng này liền gọi điện thoại cho thầy giáo đây là sự hợp tác rất hay giữa phụ huynh và thầy cô giáo vì mỗi câu kinh văn bọn trẻ không thể một bước là đến nơi mà phải cần hướng dẫn lâu dài cho nên ngày hôm sau thầy giáo đã kể với chúng một câu chuyện chuyện kể rằng thời nhà hán có hai anh em một người tên là triệu hiếu một người tên triệu lễ triệu hiếu là anh thật không may triệu lễ bị cướp bắt đi sau khi người anh trai biết được lập tức tìm một sân trại trực tiếp xông vào đại bản doanh của giặc đúng lúc nhìn thấy những tên cướp này rất đói khát dự định giết em trai mình để ăn thịt người anh thấy vậy vô cùng hoảng hốt nên chạy đến trước mặt mấy tên cướp nói với chúng em tôi có bệnh thân thể lại ốm các người đừng ăn nó ăn tôi đi tôi mập hơn thân thể sẽ tốt hơn người em nghe anh nói như thế cũng rất vội vàng Đẩy anh ra nói Tôi bị các người bắt được là số của tôi Nên tôi bị mấy người ăn là đúng Tuyệt đối không được liên lụy anh tôi Cả hai anh em đó Dành nhau chết Chết thay đối phương Lúc đó Những tên đạo tặc này Thấy vậy rất cảm động Liền thả triệu lễ ra thế nên các em nhỏ triệu hiếu và triệu lễ vì anh em mà hy sinh không tiếc đến điều gì đến sinh mạng cũng bằng lòng vậy chúng ta có thể vì một trái táo một trái lê mà anh em tranh giành nhau chúng ta nên học tập tinh thần các bậc thánh hiền trong thời cổ đại triệu hiếu và triệu lễ với tinh thần vì anh em đã không tiếc hy sinh tánh mạng điều này truyền đến tai hoàng đế sau đó hoàng đế để hai anh em họ đều làm quan trị vì dân chúng họ rất có hậu phúc vì sao hoàng đế dùng anh em họ làm quan quý vị thấy có tình anh em nhất định sẽ hiếu thảo cha mẹ có đức hạnh tốt đẹp như vậy ra làm quan nhất định sẽ yêu thương nhân dân vì giáo dĩ hiếu họ sẽ kính thiên hạ chi vi nhân phụ giả giả sẽ kính tất cả cha mẹ trong thiên hạ giáo dĩ để họ sẽ kính thiên hạ chi vi nhân huynh giả giả cũng sẽ kính tất cả huynh đệ tỷ muội của mọi người. Cho nên, chúng ta cũng thông qua cơ hội giáo dục này để hướng dẫn cho con cái. Đương nhiên, khi chúng có biểu hiện tốt, chúng ta cũng nên khẳng định cổ phủ chúng. Ngoài ra, còn có một đứa bé đúng lúc bạn nó bị đứt dép vì nó từng có một đôi dép hư một chút nhưng nó đã thay một đôi mới đôi dép hư đó nó lại không nỡ vứt đi nên đem nó bỏ ở dưới giường có thể nó đã học không ghét cái cũ không thích cái mới nên có cảm tình với đôi dép cũ vì thế nó không vứt đi mà để dưới giường vì người bạn học này bị hư giày không thể mang thầy nói với nó em về lấy đôi dép cũ đó đến cho bạn như vậy phải chăng là đang giúp bạn đúng nếu bạn không có đôi dép mang mùa đông sẽ rất lạnh sau đó các thầy cô giáo đột nhiên phát hiện đôi dép cũ đó ở dưới chân người bạn này còn đôi dép mới cho bạn nó mang những người lớn như chúng ta cũng được học một bài học quý vị xem nó thực sự làm được xem tài vật rất nhẹ như vậy oán đâu mà xanh bạn học của nó nhất định cảm nhận được bạn rất chiếu cố đến mình nên chúng tôi liền khuyến khích đứa bé này em đúng là học sinh tốt của khổng tử tiếp theo chúng tôi cũng tiến thêm một bước khuyến khích nó nói trong đám bạn học này em là anh lớn nên sau này em phải làm tấm gương tốt chúng ta khẳng định bọn trẻ cần phải để nó không quên lập chí không quên để nó nâng cao định vị của mình Thế nên khen ngợi con trẻ cũng là một môn học vấn Chúng ta thường nghe có câu Tiểu thời liễu liễu Đại vị tất giai Rất kỳ lạ Vì sao khi nhỏ thì biết tất cả Năng lực tốt như vậy Nhưng khi lớn lên Lại không chắc chắn có tiền đồ tốt Đây là một kết quả Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta không thể vì kết quả dừng lại mà sống không minh bạch. Các bạn, quý vị cảm thấy như thế nào? Không có tấm gương nào để noi theo. Đây là một nguyên nhân rất quan trọng. Chúng ta có thể đem vấn đề này suy nghĩ tận tường. Có một người cha nói, khi con tôi 2 tuổi Cảm thấy nó có thể làm người lãnh đạo quốc gia Khi con tôi lên cấp 2 Cảm thấy chỉ cần nó có thể thi đậu đại học là tốt rồi Khi con tôi học cấp 3 Cảm thấy sau này nó học xong có công việc là tốt rồi Sao lại khác quá nhiều vậy? Nhưng người cha kỳ vọng ở con cái ngày càng thấp Như vậy con cái có thành công không? Không khi người lớn không làm gương tốt cho chúng chúng cũng không có chí hướng gì dần dần suốt ngày chỉ an nhàn buông trôi rất vô vị thế nên vì sao chúng ta khi vừa mới học hay nhấn mạnh học quý ở lập chí hơn nữa năng lực của mục đích học ở đâu điều này cần phải cẩn thận khi mới học năng lực học của các em mục đích thật sự ở đâu vì sao phải học bản lĩnh chúng ta mới đầu nói đọc sách chí tại thánh hiền mà người hiện nay đọc sách chí ở kiếm tiền như vậy mục đích sai lầm có thể có kết quả tốt không nên mới bắt đầu nhất định cần hướng dẫn quan niệm chính xác mới được vì sao khi nhỏ rất giỏi có bản lĩnh rốt cuộc lớn lên làm gì cũng không xong vì rất nhiều bản lĩnh chỉ là khoe khoang thế nên vì sao đối tôn trưởng vật kỹ năng các em từ nhỏ học được một ít anh văn học được một ít năng lực người lớn đem chúng đi khắp nơi khoe khoang trong tâm linh nhỏ bé của chúng sẽ cảm thấy chúng như thế nào quý vị xem người lớn đều vỗ tay người lớn đều nói họ đều phải học tập tôi vì tôi rất giỏi lời khen ngợi nghe quá nhiều ngôn ngữ kiến nghị nghe không lọt vào tai thế nên khen ngợi người cũng phải dùng lý trí cũng phải dùng trí huệ mới được điều này tôi cũng lãnh hội từ chính mình mà ra và cũng nhìn thấy từ người khác sau đó dở kinh điển để ấn chứng khúc lễ nói đến chúng ta xem lễ ký phần thứ nhất khúc lễ trang đầu tiên ghi rằng ngạo bất khả trưởng dục bất khả túng chí bất khả mãn lạc bất khả cực. Chúng ta thử xem bốn câu này. Người hiện nay có phạm chăng? Chỉ cần tâm ngạo mạn khởi lên, sẽ không có cách nào thọ giáo, nên rất khó trưởng thành. Giả dụ các em từ nhỏ đã ngạo mạn, đời này rất khó có thành tựu lớn lao. Vì sao? Tiểu thời liễu liễu. Vì lúc nhỏ, những năng lực này là tự ngạo. Nên rất phiền phức. Vì nếu học vấn thành tựu Quan trọng ở thái độ thọ giáo và khiêm tốn Như vậy họ mới biết mình giỏi Còn có người khác giỏi hơn mình Thứ hai Dục bất khả túng Chơi bời leo lỏng Quý vị xem Hiện nay phải chăng là Chơi bời sâu sát đến mức đổ máu Chí bất khả mãn Bọn trẻ hiện nay không có chí hướng bình thường nhàn rỗi nên cảm thấy rất vô vị nên chí đương tồn cao viễn một người nên có chí hướng cao xa cuộc đời của họ sẽ hoàn mỹ họ luôn cảm thấy tôi phải nâng cao chính mình mới có thể phục vụ xã hội phục vụ tha nhân lạc bất khả cực vui quá sanh vi ai nên khi một đứa trẻ từ nhỏ không biết nắm chắc một chút thông thường chơi đến không biết gì cả rất có thể trên thân thể sẽ xuất hiện một vài khả năng nguy hiểm các bạn chỉ vị tổ tông trong mấy ngàn năm trước đã đem những giáo huấn này viết thành kinh văn các bậc tổ tông không phụ lòng chúng ta chúng ta không thể có lỗi với tổ tông lúc đó khi tôi còn nhỏ tôi là cháu đích tôn nên được sự cổ vũ rất nhiều khi làm một việc mục đích là gì tiếng vỗ tay xem người khác có thấy tôi đang làm hay không nên đã trở thành sống trong tiếng vỗ tay khi tôi học đại học có một lần lên một giảng thuyết trình năm thứ tư đại học một vị trưởng bối của tôi ông nghe tôi giảng xong bài đi xuống ông rất vui nói con thật là người đang sống trong tiếng vỗ tay ông ta đang khẳng định tôi nhưng tôi nghe câu đó đột nhiên hồi quang phản chiếu giả như không có tiếng vỗ tay tôi có làm hay không không làm nhưng rất kỳ lạ có rất nhiều việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời đều không có tiếng vỗ tay khi một người giả dụ thường sống trong tiếng vỗ tay tâm được mất của họ tất nhiên rất nặng cuộc đời như vậy tuyệt đối không tự tại an vui cho nên tôi bắt đầu thay đổi. Vì trước đây, lời khen ngợi nghe quá nhiều. Thật vậy, nghe lời khen ngợi quá nhiều, chỉ cần một câu phê bình, trong lòng liền cảm thấy không được dễ chịu. Nên thường đọc câu văn trong đệ tử quy. Văn dự khủng, văn quá hơn trực lượng sĩ, tiệm tương thân. Đích thực chúng ta chỉ cần hai con mắt hai lỗ tai có thể thấy được bao nhiêu có thể nghe được bao nhiêu nhưng khi chúng ta có một trái tim khiêm tốn quý vị không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn đường giúp chúng ta bao nhiêu lỗ tai giúp quý vị nghe được rất nhiều tin tức rất nhiều khuyết điểm của quý vị cho nên bọn trẻ cần phải lớn trong sự khiêm tốn chứ không phải tự mãn chúng ta khen chúng phải nhằm vào phẩm hạnh tốt của chúng mà khen chứ không phải nhằm vào tài năng của chúng khen tài năng lâu ngày nhất định sẽ xảy ra vấn đề có rất nhiều phụ huynh còn khen điều gì ôi còn lớn lên đẹp quá quý vị khen chúng đẹp để làm gì khen chúng đẹp giúp được gì cho chúng quý vị nói với chúng còn rất có khí chất phải chăng là mỗi ngày đều đọc đệ đề tử quy phải chăng là thường đối với các bậc trưởng bối đều rất lễ phép nên có thể thành ư trung hình ư ngoại thuận tiện có thể ôn tập kinh văn rất nhiều trẻ em ví dụ các em gái nhỏ rất nhiều người lớn vừa nhìn thấy chúng ngũ quan sao mà đẹp như vậy Mũi ra mũi Miệng ra miệng Con gái như vậy Em cái nhỏ này được quý vị khen ngợi như vậy Hai ba năm sẽ tạo thành kết quả như thế nào Mỗi ngày chúng nhất định Mang theo trên người một thứ Đó là cái gương Sao quý vị biết Trong trường mẫu giáo Có hai chị em đến nhập học Hai chị em đều rất đẹp Nhưng nét đẹp của đứa bé gái Thường thu hút người lớn hơn Thế nên mỗi người nhìn thấy đều khen em gái đẹp Nên em gái này thường học đến nửa chừng liền lấy gương ra soi Nên em gái học tập kém hơn rất nhiều so với em trai Vì em chỉ coi trọng bên ngoài Thường suy nghĩ vẩn vơ nên không chuyên chú Thường chỉ để ý người khác có nhìn mình hay không Trẻ em như vậy về sau rất dễ đi đến con đường hư vinh cuộc sống phù hoa không thật vì thế không nên khen ngợi tướng mạo của bọn trẻ cũng không nên thường khen ngợi tài hoa của chúng mà nên khen ngợi đức hạnh của chúng mặc dù quý vị khen ngợi tài hoa cũng phải hướng dẫn chúng trở về mục đích có tài hoa vì sao vậy vì có tài hoa chúng sử dụng đạn tranh rất tốt mục đích ở đâu biểu diễn cho người khác xem, sau đó để họ thấy mình giỏi ư? như vậy là không đúng. giả dụ hướng dẫn như thế, đàn tranh của đứa bé này nhất định sẽ có trở ngại. vì nếu chúng ta hướng dẫn nói với chúng, di phong dị tục, mạc thiện ư lạc, âm nhạc có thể khung đúc tánh tình của con người, có thể cải thiện nếp sống của toàn xã hội. Nên quý vị học cổ tranh, học cổ cầm, nhất định phải dùng tâm chân thành để học, mới có thể đàn ra khúc nhạc lợi ích xã hội đại chúng. Khi chúng có mục tiêu này, tự nhiên toàn bộ thái độ của chúng sẽ không giống nhau. Khi quý vị khen ngợi phẩm đức của chúng, ví dụ nói, con quả thật rất hiếu thảo, hiếu thảo này tương ưng với tự thánh của chúng. Chúng càng làm càng có tinh thần Điều này không có tác dụng phụ Thế nên khen ngợi cũng phải tùy theo phẩm đức để xưng tán Tiêu chuẩn của phẩm đức ở đâu? Ở đệ tử quy Nhất môn thâm nhập Một môn có thể nắm bắt cương lĩnh Nên các bạn, quý vị phải đọc thuần thục đệ tử quy Nghe kỹ nên phải đọc thuộc Chúng ta đã lớn tuổi Nói học thuộc lòng rất có áp lực Nên đọc thuộc Có người mẹ Dẫn theo con gái Ra phố mua đồ Gặp được một người bạn Người bạn này liền nói với bé gái Sao con vẫn chưa đi học Đi bé vẫn còn nhỏ nó liền hỏi mẹ Mẹ à, đi học để làm gì? Vì trưởng bố này lập tức nói với bé gái Đi học có thể kiếm được nhiều tiền Phải cẩn thận Nếu quý vị là mẹ, phải như thế nào? Hiện nay, giá trị quan như thế chiếm đại đa số Bà mẹ này lập tức bắt cơ hội này dùng cái nhìn nhẹ ra dấu cho người bạn này kêu cô ta không nên nói nữa bà ta liền nói với con gái đi học quan trọng nhất là học được bản lĩnh vì chúng ta có bản lĩnh thì có thể giúp đỡ người khác có thể cống hiến cho xã hội chúng ta nên nhớ rằng xã hội quốc gia giả hỗ trợ chi thể giả khi bọn trẻ cảm thấy xã hội chính là sự giúp đỡ lẫn nhau khi thái độ này của chúng hình thành chúng đối diện với tất cả ngành nghề sẽ như thế nào sẽ tôn trọng sẽ cảm tạ nhưng nếu mục đích học bản lĩnh của chúng là kiếm nhiều tiền như vậy sau này chúng dùng cách nào để nhìn các ngành các nghề xem tiền nhiều hay ít chúng sẽ coi thường người của rất nhiều ngành nghề cho nên học vấn ở nơi chủ tâm chỉ cần tâm thiên lệch thì hoàn toàn trái ngược với đạo đức và học vấn thế nên người mẹ lập tức hướng dẫn con gái nói muốn học được bản lĩnh học được bản lĩnh rất trừu tượng con còn quá nhỏ người mẹ lập tức vì họ vừa mới đi từ trong siêu thị ra mua một ít bánh bao bà liền nói giống như chú lúc nãy vì ông có bản lĩnh nên mới biết làm bánh bao chú ấy có thể giúp chúng ta làm bánh bao để chúng ta có cái mà ăn nên chúng ta phải cảm ơn nhưng chúng ta cảm ơn Có thể đem đồ chơi của con tặng cho chú ấy chăng? Hay là đem chiếc xe của con tặng cho chú ấy? Chú ấy không nhất định là cần đến Cho nên chúng ta cảm ơn chú Có thể cầm ít tiền đem đến cảm ơn Chú ấy cũng có thể lấy số tiền đó Đi mua những thứ mình cần Bà đã mượn cơ hội này để dạy dỗ con tăng trưởng bản lĩnh của mục đích học tập để phương tiện phục vụ tha nhân khi đứa bé đã có thái độ này thì không dễ sinh ngạo mạn tôi cũng đã từng thấy một người bạn hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên tôi thấy anh ta anh ta cao hơn tôi lại đẹp trai hơn tôi đã từng đọc sách thánh hiền chúng tôi nhìn thấy rất hưng phấn vì anh ta đọc sách thánh hiền trước tôi rất mừng cho anh ta tôi liền khen ngợi anh ta thật hiếm có cứ khen ngợi anh ta như vậy lần đầu tiên gặp mặt có thể khen thật nhiều chăng không thể nên ngôn ngữ cần phải cẩn thận tôi chưa làm tốt điều này tôi đã không kiềm chế được niềm vui của mình nên đã khen ngợi anh ta hơi nhiều sau đó tiếp xúc hơn một tuần lễ tôi quan sát được một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt không được thỏa đáng lắm vì anh ta nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi nên chúng tôi cũng coi như tôi là anh của anh ta cũng là di ngô sắc nhu ngô thanh nói chuyện với anh ta nhưng khi ngôn ngữ tôi nói ra sắc mặt anh ta lập tức thay đổi tôi cũng là người rất mẫn cảm vốn là muốn khuyên khuyên đến một nửa lập tức dừng lại vì nếu anh ta nghe không lọt như thế làm mất không khí lần sau không dễ nói chuyện từ trong câu chuyện này tôi cũng lãnh hội được khen ngợi người khác nên thuận theo phẩm đức họ mà khen ngợi nếu không như vậy đích thực trong tiếng khen ngợi làm mất đi chính mình chúng ta khen ngợi đứa bé này nó chịu lấy giày mới của mình cho bạn mang chúng ta cũng tiến thêm một bước hy vọng sau này trên phương diện đức hạnh Phẩm đức nó có thể làm cương cho mọi người Vì sao ngày xưa Anh trai đều rất ưu tú Đều đặc biệt có trách nhiệm Vì sao vậy? Là vì từ nhỏ cha mẹ đã nhắc nhở họ Ba mẹ làm việc rất gian khổ, cực nhọc Con ở nhà phải cố gắng chăm sóc nhiều đến các em Quý vị thấy, chúng có kỳ vọng, chúng có trách nhiệm, tự nhiên năng lực sẽ tăng trưởng rất nhanh. Cho nên những câu kinh này, trong quá trình chúng ta hướng dẫn các em cũng sẽ có rất nhiều cơ hội, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước nữa để lợi dụng và hướng dẫn. Hôm qua chúng ta có nói đến câu văn sau, hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu trưởng giả tiên ấu giả hậu thực ra lễ nghi này tuy chỉ là chi tiết nhỏ trong cuộc sống nhưng quan trọng nhất là trưởng dưỡng tâm cung kính cho các em cho nên học phấn thật sự chính là chủ tâm của chúng có câu nói đến sự học vấn cao nhất của con người Chính là nghĩ cho người khác Đây mới gọi là học vấn cao nhất Con trai lớn của Phạm Trọng Im Ông đặt tên cho con là Phạm Thuần Nhân Những bậc làm cha mẹ Quan tâm đến con cái vô cùng chu đáo Đến đặt tên cũng đều là giáo dục con cái mục đích người xưa đặt tên là gì thông qua cái tên này mà kỳ vọng con cái khiến chúng luôn cảnh tỉnh mình nên phạm trọng im đặt tên cho con trai là thuần nhân kỳ vọng con mình